rồi đời đến thăm rồi động viên và học với chúng ta hết hơn khi săn biết bao nơi trèo lối qua sông thăm bao nhiêu rừng kìa chim véo von hình như ngân vang kìa hoa mới đi còn quê thân người cùng bầy thân yêu anh em số con ta vui chung luôn mong cho không giờ nào thôi. Cần phải tìm hiểu rõ hơn. Thế nhưng mà chỉ cần một cái buổi sinh hoạt như thế này là cháu cảm thấy là cũng rất là thích. Cháu có hai thằng con trai, các cháu đang còn nhỏ nhưng mà cháu cũng muốn chỉ vừa đời tiết nghĩa thoại là hai hiệp lớn hai chị lau năm bề chỉ dạy câu vương nhờ được luôn lời hứa tiệc chung hãy biết ai giận như ai thân hãy biết vui tươi khi khó khăn mong chúng ta hãy tự tu thân mình để bao nhiêu việc ta đều xong. Bắt tay đồng chí tôi miền Bắc cũng như cũng như tây nguyên nghĩa là họ đều hiểu về cái chuyện trò chơi của đạo hay mỗi ngày những bộ đội người mang mình nhớ 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 cái đạo cái dân là người ta ta biết mong người ta sẽ nhớ mong đời ta thế thời kỳ mà sau tháng đấy năm tháng
1945 thì Bác Hồ có về cái Hành Lang, à, cái về cái chỗ mà Hành Lang hay gì cái chỗ thì là Bộ cũng có tôi chỉ được cái vinh dự là sau khi cướp được chính quyền đó năm 45 ấy thì Bác Hồ mà có đi đâu thì bao giờ cũng vậy là tôi là cái thằng phải bắt micro để bác nói đang đứng ở đây đang cái nhà hàng của cái nhà ngang hả cái nhà ngang màu trắng đang đang 38 ở ngang đang đang nhà tư sản cũng là đi theo cách mạng luôn mà sau làm bộ trưởng bộ tài chính hay gì đó dạ vâng đấy là ông em ông em là Trịnh Văn Bô thì Văn Bô đúng rồi ngang cũng là đấy nhưng mà chúng tôi thì lúc ấy cũng là gia đình thì cũng là cái gia đình thì có tiếng có răng mà giàu có thành ra là cũng là tổ thân và cùng Nam Định người viết báo tiếng Việt thuở xa xưa đầu thế kỷ này tạo nên cái chữ nghĩa quốc ngữ mà nó phổ biến đến ngày nay thành báo quý hoa cả cháu mình hạnh lắm chứ không biết mai lại tự mình mà 70 mấy tuổi rồi bác cái cuốn sách và nếu lên ra lên rồi lên cho quý hoa đó là những người nào đây tôi nói là cao lên hạ đúng rồi là cao lên hạ là khi thật là quý hoa cả là tôi nhìn thấy được lắm là cái nhà chúng tôi thì có cái điều là các anh mới hỏi thì rằng thì là cái hôm ấy như thế thì chúng tôi sợ là đông anh em để quá say mê với cái tình cảm cho nên là có cái thiếu sót gì à tôi bảo là thì đấy thì thầy nhớ tôi cũng bảo thôi thế thì được thì tôi đã đến đây anh bằng người tôi nhờ anh bằng đưa tôi lại người cháu vô cùng hân hạnh mà vâng cháu sung sướng lắm anh mới được có cái dịp được gặp các vị ở đây như vậy toàn những vị cao niên nhiều như ngon như bằng tiền mới về còn những đạo sinh tiền mới đấy vâng thì tôi bây giờ thì cũng vậy thì để là đấy như hôm chị lên đấy thì nghĩa là anh em thì cũng đến 7 năm nay rồi thì chỉ định tôi là trưởng trạm nghĩa là cái trường học của cụ Hoàng Đạo Thúy thì ngày tôi được bầu làm trưởng thành là cái hôm ý tôi cũng phải là cái người điều khiển cái cuộc họp thôi chứ còn thường xuyên thì ngày mùng 3 Tết thì chỉ là cái ngày anh em lên chúc Tết thầy nhưng mà dự kiến rằng năm nay là sẽ đông cho nên là thì phải làm như thế nào để cho nó có ý nghĩa thế thì thành ra là hôm nay rất may mắn thì có chị là một chuyện nhưng mà lại có cả cái anh ấy kiến thiết là ở Thanh Nguyên có băn khoăn tôi bảo bao nhiêu người thì bạn mà năm nào cũng vậy đều là đi ra ngoài vườn đứng chung mà lần này cái nhiều vượt quá quê đúng rồi phí thì cái cơ hội đó tại vì chụp được góc này không chụp được góc thì vâng nhiều người ngồi khuất nó lại kéo lên và mấy người báo cũng biết lắm rồi tôi dựng một cọc để mà đứng ở ngoài sân mà mình đứng xếp mà chụp được đẹp thì thật là đẹp tuyệt. Thành ra là cái mà tôi ân hận là tôi không chiến đương đúng không? Tao cũng quên mà phải chị quên như mất tôi ra vui quá đi này là lần lần tôi thấy mấy rất nhiều máy thì nhờ máy hai con con dùng đến vì thấy nhiều máy quá thì anh Vũ Lân Nam ấy cũng lên đấy là ông Vũ Lân Nam đấy em gạo mua những cái bánh mà trưởng thành đã trở thành những người cán bộ sau khi cách mạng nó đã thành công thì lúc ý ta ở cái tuổi 25 thế thì bây giờ chúng ta là kỷ niệm năm 47 cho cái gì đó 70 mấy rồi đấy thì nó nói chung là như vậy đó là chỉ gặp mai tôi gặp từng người còn chưa bao giờ tôi gặp đâu mấy bản thân tôi đây ở mấy mươi năm tại đất này cái gì đúng là may mắn quá là được cơ hội hiếm có đấy ạ trong số đông chứ không cái hiếm hơn nữa là chúng tôi lại được tiếp chị nữa đúng rồi cái gì vậy cháu cái thì bác giao lại với các anh ở bên đấy nha để chúng tôi thì cũng rất là mừng là ít nhất là chúng ta đến cái lúc này cũng được đoàn tụ lại với nhau trong cái buổi tuy là không phải là đông đủ nhưng ít nhất là đủ đại biểu đúng đủ đại biểu thế là mong rằng thì trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có được cái
quan hệ của mình. Vâng. Đó là cuộc tình số mới. Vâng. Tôi thì xin phép đó là đã được như lúc này đã nói là được anh em bầu làm trưởng tràng. Thế thì cụ Thúy thì cũng tín nhiệm, cho nên là thì ngay khi lần trước nhận được cái circular của anh Minh gửi về thì cụ Thúy cũng giao cho tôi. Thế mà lần này thì cụ cũng lại gọi tôi lên, sau khi chị lên đấy thì tôi có cái đó thì tôi cũng có nghĩ ngay, tôi bảo bây giờ mình phải đáp lại cái gì trước chứ, nhận cái đó không mà cũng không trả lời gì à. Thế thì vì thế cho nên cái hôm ý thì tôi có nghĩ ngay sau khi mà